Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plants vs Zombies 3D nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để cho mình một like nhé, một cái comment cũng như một chia sẻ nhá. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Ở đây thì mấy cái gói này nó đang bán hết rồi anh em ạ. Chỉ còn gói 35.000 game là gói đắt nhất trong tất cả các gói ở đây nha anh em. Ui. Được cái con đấy vương miện này anh em ơi. Đẹp đấy. Con nấm này, nấm bé bự này. Trông hay à. Cái vương miện đấy hình như là một cái đồ mới của cái con đậu của chúng ta hay sao anh em ạ. Đậu trông xịn dã man luôn. Ok. Ui. Có một cái ray này, cái gì nhỉ? Cái ống gạch. Ống gạch của con của con Katus anh em ạ. Katus con xương rồng à. Mũ ấy này anh em ơi. Mũ Robin Hood. Nhiều mũ hay ho ta. Rồi ok thôi. Chúng ta lên đường này anh em. Mình sẽ vào đây mình mua đồ. Có rất là nhiều món đồ hay ho mình có thể mua được ở trong này nhá. Rockstar Special. Đây là mũ của Infinity, mũ của anh em ạ. Getro. Cái này là cái gì? Getro như là cái này là cái gì ta? Cái này mũ này, hai cái mũ này. Cái này là cái điệu nhảy anh em ạ, điệu nhảy classic của con Chomper ha. Mình chưa sở hữu được cái điệu nhảy của các classic. Ôi, cái con này là cái con kiểu quả dưa hấu á, nhìn trông thấy khá là buồn cười anh em ạ. Rồi anh em ơi, tôi chơi gì nhỉ? Chắc là tôi sẽ chơi lại mấy con Chomper. Wow. Mình sẽ thay đổi cái custom ra, có quần áo mới và nhiều quần áo mới lắm. Quả mũ mới anh em ơi. Cái này là cái máy bắt cam à? Cái cục bắt cam anh em ơi. Chính xác là cục bắt cam luôn. Đây quả lông mày sâu róm ha. Quả dâu thì tôi sẽ có quả dâu mới nha bạn. Dâu gì đây, dâu gì nhỉ? Không có dâu. Đây dâu bằng như kiểu cái miếng sắt úp vào mồm anh em ạ. Và cho sẽ có một cái họa tiết mới đây. Họa tiết này như kiểu là cái vải ấy, vải xong được khâu lại anh em. Đẹp đấy. Rồi ok, transform. Ôi được. Ability con này không nâng nhiều ability lắm. Và con này thì nó con sao cái con Citron thường này mình đánh khá là ít anh em ạ. Mình không đánh nhiều Citron thường này lắm nên nó khá là yếu. Và tôi có một cái sự kiện ở phía dưới ấy nhé, để có thể là cày để mua đồ anh em ạ. Rồi let's go lên đường nào. Sang bên này anh em ơi. Fire. Yeah. Wow. Nice. Ok, chúng ta sẽ vào đây nhá. Và hình như mình thấy có một YouTuber mà tên là Zioco Easy à. Zeocast cũng đang làm cái tựa game này anh em ạ. Chắc là mình sẽ kết bạn với anh bạn ấy và mình cùng làm các clip về Plants vs Zombies 3D. Và có thể mình rủ cả luôn ông Vũ Lít làm nữa. Ông Vũ Lít ông hỏi mình ông mua cái này ở đâu. Mình chỉ rồi nhưng mà ông ấy không mua, nhưng mà chắc mình sẽ rủ luôn. Không phải làm ba YouTuber cùng làm cùng ấy luôn anh em ạ. Cùng chơi à, game này khá là hay à. Thật sự game này khá là hay, dù ít người chơi nhưng mà chúng ta cố gắng vực dậy lại xem cái cộng đồng Plants vs Zombies 3D xem thế nào ha. Nhỡ đâu thành một cái cộng đồng gì đó chơi vui vui, nhiều trò hay ho thì sao. Finding the best match. Ok. Chúng ta sẽ vào game phát từ từ. Let's go. Rose. Vào game. Đây rồi. Chúng ta chọn này luôn. Ôi nhưng mà không có ai chơi cùng luôn này. Rõ ràng là cái game này sẽ không có người chơi cùng luôn ạ. Thế thôi. Các bạn bây giờ cái sự kiện này đang rất là khó nên mình nghĩ mình sẽ trở về nhà và mình sẽ làm một vài thứ khác tí đi nhờ. Kiểu dạng như vậy. Ok nào. Chúng ta về nhà cái. Mình có một cái phần có thể di chuyển về nhà nhanh luôn được anh em ạ. Vẫn phải đi hay kiểu này nó lâu. Thế những cái kiểu này di chuyển này sẽ hơi bị lâu. Thật sự là lâu ha. Đây ơi. Vừng ơi mở ra nào. Mình sẽ chơi cái Take over. Just take over. Ok.
feeding the best moss. Rồi ok anh em, đợi xíu. Rồi hình như vẫn vẫn còn đây này, mình không được sang bên đấy ạ. Tại sao tôi dạo này không có người chơi kia này? Sao không có ai chơi nhỉ? Vấn đề là hôm nay không có ai chơi game này luôn anh em ạ. Không có, hôm nay không có ai chơi. À hình như mình sẽ đổi sang cái khu vực khác đây anh em ơi. Khu vực này thì không có người nào chơi. Mình North American West. North American West thì đúng là không có người chơi rồi. Và cái chế độ kia thì dạo này game này không có nhiều người chơi lắm ấy. Sao hẻo vậy nổi à? Ok. Feeding the best moss now. Rồi, nhưng mà không có người chơi anh em ạ. Vấn đề là ở đây cũng không có người chơi nào luôn. Chắc là tôi phải chơi offline thôi. Rồi, ok, ok. Chúng ta sẽ cần phải bay ra khu vực ngoài này rồi anh em ạ. Theo mình đoán là mình sẽ phải bay ra cái khu vực Linh tinh này. Hy vọng là mình sẽ... Đây. Chắc là tôi phải bay ra đây ngoài này thôi anh em ạ, để có thể chơi cướp cờ thôi. Đây, tôi đã ra bên ngoài rồi. Có lẽ tôi sẽ phải cắm cờ. Con này thì nó cũng rất là khỏe chán anh em ạ. Nó không phải là quá yếu như kia nhé. Đây, mình sẽ trồng một vài cái cây ở bên này nha anh em. Bây giờ mình dừng lại thì mình cũng không thể làm gì được nữa rồi, từ từ đó. Giết hết con này đã anh em ơi. Một quả bom này. Nhờn. Chuyến đi vào đây. Tôi cần hồi máu á. Nó ra ghế chưa anh em? Nó sao chưa ra ghế em để gọi đệ nhỉ? Nổ luôn. Ok. Cái đâu nhỉ? Không thấy cái để vào luôn anh em. Đây. Nó ở ngay đây anh em ạ. Bởi mình không để ý luôn. Rồi, con chopper đi cùng nữa thì nó đang gọi là mắc phê luôn. Ôi giời. Con kia nó giết được con đấy rồi. Nó giết luôn cái con hồi máu của mình rồi anh em. Ủa con này khỏe dã man rồi chứ. Quét một đòn là chết đâu bọn này. Đám coi chứ. Cho luyện luôn con này để lên cấp đi anh em. Hay lắm. Chomper gây độc các thứ vào đây thì quá ngon luôn. Nice. Ok. Từ. Oh, nice. Rồi. Vào đây bạn ơi. Đó. Chúng ta đã xong rồi anh em ơi. Anh em phải đợi tôi tí thôi, chắc là tôi phải đi mở cái cửa này. Đợi xíu vậy anh em nhá. Mà tấn công kinh quá. Ok, được. Sao có con bắn mình kìa.
Mày bật khiêng lên chứ. Láo thật. Nhơn, nhơn. Mấy con này vào gần mình là mình giết luôn anh em ạ. À, cái thùng gỗ. Nó sắp nổ kìa. Không phải lo. Cướp biển Caribe à? Cướp biển Caribe nhờn. Đâu rồi, có cái đây này. Đánh con này ra để nó đánh hộ mình. Ôi, thêm con cam nữa. Trời ơi, này thì bá đạo rồi. Bây giờ đánh hộ mình luôn anh em ạ. Không cần phải quá lo lắng lắm. Cướp ứng ở trong này nó bật khiêng lên cái thứ thôi. Mấy con cam giết đâu nhỉ? Đây, bạn ơi. Đúng rồi. Ui, bắn pháo anh em ạ, bắn pháo từ từ xa. Bật khiêng lên anh em ơi. Bật khiêng lên với tôi này. Từ từ á. Phải đi mở cái cửa đây. Thích nhỉ? Từ từ. Đợi xíu. Thì nào có chết không ta? Thử á. Tôi lại đang bận quá. Kêu thủ. Hay quá. Cái con là nó hỗ trợ mình nhưng mà không phải đấy mình chết. Ôi dồi ôi, nó hồi máu anh em ơi. Đâu rồi? Ui đâu rồi? Tốc biến đâu rồi? Tốc biến. À đây không? Đâu nhỉ? May quá mấy cái này nó ngay gần mình anh em ạ. Nó ngay gần mình luôn. Có thêm một con nữa hỗ trợ. Đấy. Cầm khiên. Đứng đây thủ anh em ạ. Đợi tí nha anh em. Đợi xíu. Một tay rồi làm việc khác, một cái tay lại phải bắn con này. Không vấn đề gì anh em nhá. Đâu rồi. Có một con ở nhà kìa anh em ơi. Bình tĩnh. Bắn được. Chúng ta có thể bắn được. May con này nó còn trâu anh em ạ. Rồi, ok. Đâu rồi. Mấy con này từ từ áp. Hoa hồng, hoa hủng, hoa hiếc các thứ này thì làm sao mà đỡ được anh em. Rồi, chúng ta xong rồi đấy, bây giờ tôi có thể tập trung chơi game rồi. Đây là chúng ta làm công việc cá nhân anh em ạ. Chúng ta sẽ mất một ít vàng. Vào đây. Con này nó khá trâu anh em. Nhưng mà mình cũng trâu lắm. Bắn bom choáng. Chúng ta là mình càng thích. Oh, có cái crystal. Ở đâu nhỉ? Kìa, tiếp đi kia anh em. Xa thế. Cái nòng nó bị nóng anh em ơi. Đây rồi, cartouche ra rồi anh em ơi. Nhờn với chúng mày này. Bật lên. Bật chế độ thường lên. Đúng rồi. Nào. Chiến đi. Đâu rồi, nhóm nó đang ở đâu nhỉ? Đây, bên này anh em ơi. Nó bên này. Trong này thì game rất là dễ để mình giết nha anh em. Còn ở bên ngoài kia, bị choáng. Xong rồi. Hết rồi mà, nhờ. Yeah. Làm gì còn ai đâu. Tiếng vàng thôi, xong rồi né này trôi ra anh em ạ. Nó sẽ bắn mấy quả bom nhớ thứ vào đấy đấy. Khá đáng sợ đấy anh em ạ. Bình tĩnh. Không bị gì phải vội vàng cả, đúng không? Lấy cái này vào đây. Ok chưa? Đây là con này anh em ạ. À, con này nó làm mình bị mù luôn anh em ơi. Con ném cái mình khiến mình bị mù luôn.
Khó chịu, quân mình đông mà. Quân mình đông dã man luôn đấy chứ. Có hòm, có hòm, có hòm. Bị nóng quá à. Mình không cần quan tâm anh em ạ. Mình dạng như là con tăng cơ luôn rồi. Ở trên đệ anh em ạ. Con này trâu nhỉ. Con này nó trâu phải ngang bình luôn anh em. Nó không hề yếu tí nào đâu. Đây, búp máu cho anh em. Thế nhưng cũng phải sẽ chết một vài con. Ôi, con này ở đâu ra đấy. Chiến trường khốc liệt là hỗn chiến à. Ít ba cái. Đứng từ xa, đứng từ xa, đứng từ xa. Thủ thế. Đây là cái khiêng của nó. Đây là cái khiêng của nó anh em. Đây này, mấy con này thì nó yếu rồi. Mấy con này yếu dã man luôn anh em ạ. Cái khiêng của nó mới đáng sợ. Ý, trời ơi, cái quần què gì vậy. Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong cái tập kế tiếp nha. Bye bye. Chơi hay đấy. Ok, lấy rất là nhiều vàng, rất là nhiều thứ này luôn.